Chào anh chị em và các bạn. Trong những ngày vừa qua, thị trường chứng khoán toàn cầu thì đỏ lửa. Căng thẳng thương mại Mỹ-Trung thì càng ngày càng leo thang. Tình hình các cái tin tức trên các cái trang báo quốc tế cũng như là các cái trang báo ở Việt Nam thì tràn ngập những bài viết nói về việc quan ngại trong cái cuộc chiến chơi vua giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều mà rất dễ mọi người thường hay có khuynh hướng muốn làm đó chính là bán khống. Và ở Việt Nam thì có một điều không như mong muốn của mọi người, đó là bán khống cổ phiếu, mà chỉ duy nhất có một chỗ có thể bán khống, đó chính là phái sinh. Không khó để nhận ra, trong giai đoạn vừa qua thì rất nhiều quý anh chị em và các bạn đã được tư vấn, được giới môi giới của các công ty chứng khoán tư vấn là short phái sinh, bán khống phái sinh và bán với khối lượng lớn. Thì điều đó thực sự là điều dễ làm và ai cũng có thể làm được. Và nó hoàn toàn phù hợp với cái cảm nhận cũng như cái cảm xúc về của anh chị và các bạn về thị trường, về những thông tin xấu ở phía trước và về những quan ngại cũng như là những điều tệ hại có thể xảy ra, diễn ra với kinh tế toàn cầu và diễn ra với kinh tế Việt Nam. Tuy vậy thì những hành động trong cái trạng thái cảm xúc thoải mái, những hành động tưởng chừng như là ăn 10-10, tức là khi mà tâm lý yếu như vậy, tức là khi mà mọi cái vấn đề tương tác lên thị trường thì sẽ có cái khuynh hướng làm cho thị trường giảm rất là sâu. Thì điều chúng ta dễ nghĩ tới đó là bán khống xuống sẽ nhanh chóng kiếm được tiền và làm giàu. Diễn biến của thị trường chứng khoán Việt Nam trong những phiên gần đây thì hoàn toàn khác xa so với những gì mà quý anh chị và các bạn đang biết và đang mong muốn. Nhiều nguồn tin, nhiều cái inbox của quý anh chị và các bạn gửi về cho Thắng thì hỏi rằng là liệu thị trường có đang bị nhà cái điều khiển để gọi là giết phái sinh, giết những cái nhà đầu tư mà đã sọc sell, sọc phái sinh trong cái giai đoạn vừa qua. Thì thưa với anh chị, điều đó là điều không có cái nhà cái nào làm cái điều đó cả. Bản chất của thị trường của chúng ta thì nó hơi khác biệt, nó khác biệt rất nhiều so với lại các thị trường khác trên thế giới. Chúng ta là là một trong những dân tộc cực kỳ ham học hỏi. Trình độ kiến thức của người dân Việt Nam trên trường quốc tế bằng việc tham gia các cái hội thi về toán học quốc tế, các cái hội thi về công nghệ thông tin quốc tế, những sáng chế của chúng ta cũng không ít trên thế giới, mặc dù là các cái cơ sở thực nghiệm cũng như các cái đơn vị thực hành để cho những cái ứng dụng, những sáng chế đó đến được với thế giới thì còn đang hạn hữu. Xét về một khía cạnh nào đó thì ở trong cái lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung và lĩnh vực tài chính nói riêng thì người Việt Nam hoàn toàn có những cái ưu thế ở cái vai trò là những người ham học hỏi, những người luôn mầy mò tìm kiếm các thông tin trên thế giới. Và chúng ta có thể tự hào rằng chúng ta đang là một trong những cái quốc gia mà có thể nói rằng là tiếp cận rất là nhanh với công nghệ, tiếp cận rất nhanh với các thông tin trên toàn cầu. Thị trường tài chính của chúng ta diễn biến rất bất ngờ, thậm chí là còn hiển thị được những cái dự báo trước của chỉ số chứng khoán thế giới. Đôi lúc còn có những nguồn thông tin, những phân tích của thị trường, của giới đầu tư trong nước nhanh hơn và kịp thời hơn so với giới đầu tư nước ngoài. Chúng ta tưởng chừng như là chỉ số của chúng ta sẽ giảm sâu, tuy vậy thì nó đã không như vậy. Như nhiều video ở phía dưới chúng tôi đã chia sẻ với anh chị và các bạn, chiến tranh thương mại khi mà nó mới khơi nguồn thì nó là một cái điều cực kỳ nguy hại. Nó đem lại cho quý anh chị em và các bạn cái tâm lý khá là bi quan và luôn cảm thấy áy náy, cũng giống như một cái cả trạng thái cảm xúc mà giao dịch hay đầu tư tài chính luôn luôn sợ rằng không biết khi nào thì mình có thể bị sập hố, người ta gọi là bị sập hầm. Đầu tư tài chính như chúng tôi, khi tham gia thị trường mà luôn luôn không rõ, không thể dự báo được là tình hình của chiến tranh thương mại chơi vua sẽ diễn biến phức tạp như thế nào,
Chị mong rằng là nó không phức tạp hơn, chị mong rằng là nó sớm sẽ có cái đàm phán. Tuy vậy thì đến ngày hôm nay thì có thể nó đã đi vào một cái giai đoạn gọi là khó khăn nhất, cùng cực, gọi là một cái giai đoạn mà người Mỹ và người Trung Quốc đã đẩy cái cuộc chiến này lên một cái đỉnh điểm của sự việc. Thì ở phía những người đầu tư, chúng tôi lại cảm thấy nó khá là thoải mái. Bởi vì chúng ta không còn cái gì để băn khoăn phía trước nữa. Cái gì đến đã đến và không còn cái sự tồi tệ hơn nữa thì chắc chắn sẽ có những cái tích cực ở phía trước. Tại cái thời điểm mà tâm lý không chỉ nhà đầu tư trong nước mà tâm lý của các nhà đầu tư trên toàn thế giới khá là bi quan thì đó cũng có thể coi là thời điểm mà chúng ta hoàn toàn có thể xem xét và đánh giá để giải ngân cho trung hạn, để giải ngân cho dài hạn. Thị trường đã giảm, có còn giảm điểm hay không thì có thể một phần nào đó chia sẻ với quý anh chị và các bạn như thế này. Thị trường tài chính của chúng ta giảm nhanh nhanh và nhiều so với thế giới. Từ 1.200 điểm mà có thời điểm xấu đã giảm về tới 806. So với những gì mà dịch chuyển của thị trường tài chính thế giới thì nó không nhanh và nó không nhiều như vậy. Điều đó làm cho chúng ta có một giai đoạn gọi là ì ạch tích lũy tạo vùng đáy ở 860, 880 trong một khoảng thời gian dài. Khi những cái thông tin xấu nhất được hiển thị thì đó cũng là lúc mà thị trường không còn có cái lực bán nữa. Nơi thời điểm bi quan nhất về mặt tâm lý thì những người nào muốn bán, muốn thoát khỏi thị trường thì đã thoát rồi. Do đó thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta, mặc dù là tối hôm qua thì chỉ số công nghiệp Dow Jones do ảnh hưởng của việc là người Trung Quốc đáp trả tiếp tục đánh thuế vào cái gói 60 tỷ đô la Mỹ trước đó nâng từ 10 đến lên 25%. Tuy vậy việc nâng của Trung Quốc là khá thận trọng theo từng mặt hàng và tỷ lệ nâng là khác nhau. Chỉ số chứng khoán của Mỹ thì giảm điểm theo cái thông tin xấu đó. Tuy vậy buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường châu Á chỉ số chứng khoán Nhật Bản cũng giảm nhưng giảm không đáng kể. Chỉ số chứng khoán Trung Quốc thì hoàn toàn là gần như là không giảm và đi ở cái trạng thái gọi là tức là không không giảm sâu, đi ở trạng thái là đi ngang bình thường. Và điều thực sự bất ngờ đó là chỉ số chứng khoán Việt Nam thì đi lên. Chúng ta thì không khó để nhìn ra được là những cổ phiếu nào đã lên và hỗ trợ thị trường. Ngành dầu khí đóng vai trò rất quan trọng. Các cổ phiếu ngành bia rượu nước giải khát đóng vai trò rất quan trọng. Vinamilk, cổ phiếu đầu ngành ngành ngân hàng Vietcombank và rất rất nhiều các cổ phiếu đã có cái thời gọi là cái thời đoạn giảm giá trước đó đã không còn có thể giảm được nữa và đang có những cái dấu hiệu là đi lên chậm chạp và có phần e ngại. Không có một tổ chức hay một nhóm nào đang làm giá cổ phiếu để giết sọc sale cả. Bản thân sọc sale sai ngay từ cấu trúc ban đầu. Tức là chúng ta làm một việc dễ mà ai cũng cũng nghĩ như vậy thì thông thường thì những cái phần việc mà nó dễ và nghĩ rằng là nó sẽ xảy ra thì thật khó nó có thể xảy ra, nó không thật khó để con thể đáp ứng được cái nhu cầu. Bởi vì nếu thực sự nó diễn ra đúng như những cái sự giản đơn và suy nghĩ rằng là mọi thông tin xấu như vậy thì thị trường sẽ giảm điểm, thị trường sẽ giảm sâu để cho những người bán khống chỉ số phái sinh kiếm được lợi nhuận một cách dễ dàng thì điều đó là điều không thể, không bao giờ xảy ra và khó có thể xảy ra. Và từ cái nghịch lý như vậy thì chúng ta không khó để nhận ra rằng thì chỉ số của chứng khoán Việt Nam cả VN30 và VN-Index sẽ tiếp tục tăng trong thời gian sắp tới. Và thứ năm tuần này, tức là hôm nay là thứ ba, thứ tư, thứ năm tuần này sẽ có một đợt tăng có thể coi là rất mạnh, khá mạnh và buộc các cái nhà đầu tư phái sinh buộc phải chốt lỗ để mua lại nhà hòng không gọi là kết thúc cái trạng thái thì không lỗ hơn nữa. Vài cái chia sẻ và cũng là cái video trả lời một số câu hỏi của anh chị em và các bạn về việc là có việc nhà đầu tư tổ chức hay là có việc có đội lái kéo giá cổ phiếu chứng khoán Việt Nam để giết phái sinh hay không thì chúng tôi trả lời lại một lần nữa là không có chuyện đó. Theo chúng tôi, theo cách nghĩ tôi là không chuyện đó. Kết thúc video, anh chị cảm thấy hữu ích vui lòng để lại like chia sẻ cũng như là đừng quên đăng ký kênh
COTV để tiếp tục cập nhật những video hay hơn, hữu ích hơn trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.